Một giải đấu mang đến cho chúng ta sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Không có gì có thể chui rèn bản lĩnh tốt hơn những loạt đá luân lưu cân não như thế này. Có vẻ như U23 Việt Nam tiếp tục là đội thực hiện cú sút đầu tiên ở trận tứ kết. Loạt sút luân lưu trước U23 Iraq, chúng ta cũng là đội thực hiện lượt sút đầu tiên và Văn Thanh đã sút rất tốt. Qua đó phần nào giúp chúng ta có được tâm lý tốt ở những lượt sút tiếp theo. Những cầu thủ lĩnh sướng bao giờ cũng phải chịu những áp lực. Những lần chúng ta phải đối mặt với những quả luân lưu, hy vọng cũng sẽ mang đến cho Tiến Dũng sự tự tin. Như vậy cao thủ Qatar sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên và đây là Akram Afif. Lần thứ hai Tiến Dũng đối mặt với Akram Afif ở vị trí tương tự. Tiến Dũng. Afif có kỹ thuật tốt và những cú đá của anh đều rất hiểm. Một tình huống mà Tiến Dũng đã bay người đúng hướng. Nhưng cú đá của Akram Afif quả là quá hiểm, quá khó. Quang Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho U23 Việt Nam. Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng của Al Bakri. Quang Hải rất tự tin và đá rất khó. Nhưng đó là một pha bóng xuất sắc của Al Bakri. Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad bên phía U23 Qatar. Ruzade không vào. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên, tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Lần thứ hai tại giải đấu này, không nhiều thủ môn làm được như vậy. Hai lần ngăn cản đối phương ở loạt đá luân lưu. Đội trưởng Lương Xuân Trường. Thứ tự về lượt đá so với trận đấu gặp U23 Iraq đã thay đổi. Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường. Cú đá rất tốt. Cú đá thẳng vào giữa khung thành. Thật tuyệt vời. Khi mà thủ môn Al Bakri đã đổ người sang bên phía tay phải một lần nữa. Không hiểu là có phải là thủ môn Al Bakri cũng như là ban huấn luyện của U23 Qatar. Đúng là như vậy. Đã theo dõi lượt sút của chúng ta ở trận đấu trước. Chắc chắn là như vậy, khi mà tất cả những cú đá của chúng ta ở lượt đấu trước cho đến trước khi Tiến Dũng thực hiện đều đá góc trái. Và Tiến Dũng không được. Tiến Dũng đã đón được đúng hướng sút của số 9 Mesan. Và đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đức Chinh sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Hà Đức Chinh. Chúng ta như được thở phào trong những khoảnh khắc như vậy, khi hiểu rằng đối thủ U23 Qatar là rất đáng gờm và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc. Trận đấu trước U23 Iraq, Đức Chinh đá tốt và vần này vẫn là một quả đá chất lượng. Tỷ số luân lưu đã được cân bằng. Và đây là tiền đạo số 1 của U23 Qatar, Tiến Dũng và Ali. Gần như trong mọi quả đá của đối phương, Tiến Dũng đều đoán được đúng hướng. Phan Văn Đức sẽ là cầu thủ tiếp theo thực hiện loạt sút của U23 Việt Nam. Số luân lưu lúc này đang tạm thời là 3-2 nghiêng về U23 Qatar. Mỗi đội đã thực hiện không thành công một quả. Phan Văn Đức rất chính xác. Số luân lưu được cân bằng 3 đều. Hãy nhìn những động tác của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là những động tác truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Bùi Tiến Dũng cố lên, số 13 của U23 Qatar. Đó là Albrecht. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Albrecht. Tiến Dũng không phải. Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn. Để chúng ta nó đang tạm thời có tội. Những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy, không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Vâng, chúng ta đang bước vào những thực rất đặc biệt. Văn Thanh ở lượt luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên. Còn bây giờ Vũ Văn Thanh sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh lưng lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng, tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23 châu Á. Đó là sự thật. Thật không tin, tuyệt vời. Đó là sự thật, không thể tin nổi. Trong những cái lặng người của U23 Qatar, đội bóng mạnh nhất giải đến lúc này, đội bóng toàn thắng là niềm sung sướng vỡ òa của U23 Việt Nam. Chúng ta lại tạo nên một kỳ tích nữa rồi. Không phải nói là kỳ tích của kỳ tích. Đúng là kỳ tích của kỳ tích. Không thể tin nổi, tôi vẫn đang nghĩ là chúng ta đang mơ. Nhưng đó là sự thật, sự thật. Đối thủ nào ở trận chung kết với chúng ta bây giờ không là vấn đề gì nữa. Thật là hạnh phúc với những cổ động viên Việt Nam. Và có thể hiểu được những giọt nước mắt của Đức Chinh. Tiến Dũng rất mạnh mẽ nhưng cũng đã nhỏ lệ rồi. Người hùng của U23 Việt Nam trong sự thất thần của cao thủ U23 Qatar. Tôi tin rằng hàng triệu cổ động viên Việt Nam cũng đang khóc và hãy cùng sống trong khoảnh khắc quyết định của Văn Thanh. Tuyệt vời. Huấn luyện viên Park Hang-seo còn đi một hành trình dài hơn những gì ông trải qua cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại World Cup 2002. Anh Dũng thấy không, hình ảnh Văn Thanh khoanh tay lừng lững đứng một cách vĩ đại, nó chính là hình ảnh của U23 Việt Nam. Hình ảnh chính xác là như vậy, hình ảnh hiên ngang không bỏ cuộc của U23 Việt Nam. Một tập thể luôn thi đấu hết mình, đoàn kết. Một ngày đong đầy cảm xúc của chúng ta. Chúng ta đã mang đến hết bất ngờ này đến thú vị khác cho người hâm mộ. Và không thể tin nổi là câu chuyện kỳ diệu lại kéo dài và đẹp đến thế. Tất cả cứ ngỡ như mơ. Tự hào quá Việt Nam ơi, tự hào quá. Nhưng anh Cương ạ, trong giấc mơ dù là đẹp nhất thì tôi và có lẽ là rất nhiều người cũng không dám nghĩ tới điều này. Chúng ta đến với giải đấu năm nay chỉ mong là có điểm thôi. Nhưng chúng ta đã có điểm, chúng ta đã có chiến thắng. Chiến thắng đầu tiên, chúng ta đã vào đến tứ kết, đã đến bán kết và bây giờ là trận đấu cuối cùng đã nằm trong tay U23 Việt Nam. Ông Ghede đang đến chúc mừng Đức Chinh, chàng trai đã khóc. Người đàn ông đã khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa. Đức Chinh đã thực hiện rất tốt và đó là một sự thay đổi cực kỳ chính xác của ông Park Hang-seo. Lại một lần nữa, lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta tung. Tôi tin rằng có rất ít người có thể giữ được những giọt nước mắt của mình. Quá tuyệt vời, còn hơn cả một câu chuyện cổ tích. Còn hơn cả một câu chuyện cổ tích, chắc chắn rồi. Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Xin chúc mừng các cổ động viên. Xin cảm ơn các cầu thủ đã mang đến cho chúng ta những điều còn đẹp hơn cả trong mơ.